Biết tất cả căn lành, công đức có tánh như vậy, có tướng như vậy, có pháp như vậy mà nên tùy hỷ. Này ta cũng nên tùy hỷ như vậy, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác với Phật nhãn thông suốt biết rõ, không có chướng ngại, đem các việc phước nghiệp hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như vậy. Này ta cũng nên hồi hướng như vậy. Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, trụ Bồ Tát thừa, nên khởi sự tùy hỷ hồi hướng như vậy đối với căn lành công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử. Nếu khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy thì chẳng hủy báng Phật, được chư Phật Thế Tôn đồng tùy hỷ. Tâm tùy hỷ hồi hướng của Đại Bồ Tát như vậy chẳng lẫn các chất độc, xa lìa các lầm lỗi, nên được gọi là sự tùy hỷ hồi hướng chân chánh tốt đẹp, xứng chân pháp giới, ý vui thắng giải cùng với sự viên mãn hoàn toàn. Lại nữa, đại sĩ, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, trụ Bồ Tát thừa hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa đối với căn lành công đức của chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử, nên khởi lên sự tùy hỷ hồi hướng như vậy: như giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn và các pháp khác của Phật chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Sự tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy. Vì sao? Vì các pháp kia tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Sự tùy hỷ hồi hướng cũng lại như vậy, nghĩa là chư Như Lai tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Công đức của chư Phật tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Thanh văn độc giác và trời người vân vân tự tánh cũng là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Các căn lành kia tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Đối với sự tùy hỷ kia tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Pháp được hồi hướng tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Người hồi hướng tự tánh là không, nên chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát nào như thật biết rõ tánh tướng các pháp, thì chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời. Nếu chẳng rơi vào ba cõi, chẳng thuộc ba đời, tức không thể lấy có tướng làm phương tiện, lấy có sở đắc làm phương tiện để phát sanh sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì tất cả pháp tự tánh không sanh. Nếu pháp không sanh thì không có sở hữu, không thể lấy pháp không có sở hữu kia để tùy hỷ hồi hướng, vì không có sở hữu. Sự tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của Đại Bồ Tát như vậy, chẳng xen lẫn chất độc, không bị mất và hư hoại, gọi là đại hồi hướng, không đọa không thuộc, xứng chân pháp giới, rốt ráo viên mãn. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân, trụ Bồ Tát thừa, lấy có tướng làm phương tiện, hoặc lấy có sở đắc làm phương tiện để phát khởi tâm tùy hỷ hồi hướng đối với căn lành công đức của chư Như Lai và các đệ tử, phải biết đây là sự tùy hỷ